xin chào tất cả các anh chị em thì lâu rồi mình không có làm uh, những cái uh, clip về cây cảnh nữa thì chắc đâu khoảng cũng cũng uh, mấy năm rồi kể từ cái đợt dịch covid á thì uh, uh, có nhiều anh chị em vào comment hỏi là uh, sao không làm nữa rồi uh, mong ra clip mới đó. thì thật ra thì mình cũng uh, uh, có nhiều lý do uh, từ sau đợt dịch covid thì uh, cũng có nhiều cái cái công việc để lo đi làm này kia. Và cái phong trào cây cảnh thì kiển lá thì thì hiện nay nó không phát triển lắm rồi và nó nó có nhiều cái clip hướng dẫn trên mạng cũng như nhiều cái bài viết á, cho nên là mình cũng không có nhiều cái thông tin để chia sẻ ha. Cây kiển thì vẫn trồng vẫn chơi bình thường. Thì đợt này thì mình có thời gian rảnh cho nên mình làm một cái clip nhỏ nhỏ ha để chia sẻ với các bạn về À, những cái dòng cây lưỡi hổ mà mình mình mới trồng trong khoảng 2 năm trở lại đây thì uh, như các bạn thấy trước mắt mình là một số cái cây lưỡi hổ nè, những cái dòng này thì nó là lưỡi hổ nhưng mà cái giống đó là giống mới ha. Thì uh, mình trồng uh, mình uh, thời gian đầu thì mình trồng mình cảm thấy nó rất là đẹp và uh, so với kiện lá thì thì nó nó rất là chậm các bạn. Kiện lá này thì mình trồng uh, uh, nửa năm là mình nó cao lên rồi mình phải cắt tỉa ha nhân giống nhưng mà cây này thì mình trồng cả năm trời thì tùy loại có cây ví dụ cây này khoảng cả năm trời nó mới được nhiêu đây à cái này thì khoảng uh, cũng một năm đó cái này thì nửa năm nói chung là những cái dòng cây này thì nó uh, có rất là nhiều cái 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 cái, cái ưu điểm đó là uh, nó nó mình đỡ tốn công chăm sóc hơn nó chậm lớn ha. Rồi mình không phải uh, tưới nước nhiều mình đi đâu mình bỏ nó vài tuần thì cũng không sao mà bù lại thì nó rất là chậm lớn thì nó cũng có nhiều cái loại cái va rất là đẹp thì uh, trước mắt thì mình làm một clip nhỏ nhỏ mình khoe các bạn thôi thì uh, nếu mà các bạn quan tâm thì mình sẽ làm thêm nhiều cái clip chia sẻ chi tiết hơn về cái cách trồng ha, từng cái loại giống như thế nào đây là một số cái giống uh, lưỡi hổ mới ha mình thấy là cũng rất là đẹp hiện nay thì một số anh em cũng uh, rất là nhiều người quan tâm chơi cái này thì mình thì cũng mới uh, tập chơi khoảng uh, 2 năm trở lại đây thôi, mình thấy nó cũng rất là hay. Đặc biệt thì thì uh, nó chậm lớn á, mình uh, đỡ tốn công uh, cắt tỉa và cũng đỡ lo cái việc phải tưới nước khi mà mình đi xa đi công tác hoặc là đi chơi lễ tết gì đó. À, thì uh, uh, đây là mình khoe các bạn một số cây mình đang có ha. Thì các clip sau thì mình sẽ làm chi tiết hơn nhiều loại cây hơn. Uh, chào các bạn.